Okay, good evening. Can you hear me? Huy ơi, dạ em chào anh ạ. Dạ anh ơi, anh có nghe rõ không ạ? Mình có nghe rõ từ bên em không ạ? Alo? Huy ơi, Huy ơi, con nghe con nói không con? Huy ơi, con bật mic và con có nghe rõ con nói không? Huy ơi, Huy ơi, con có thể nào con kết nối mic học cô với được không? Con kết nối cái mic ở bên dưới học cô nha, con kết nối internet học cô với được chưa? Con đảm bảo hết chưa? Con có nhìn thấy cái nhắn chat của cô không? Trong cái phần chat các con. Dạ anh ơi, mình có nhìn thấy tin nhắn chat của em không ạ? Ôi ơi, con có nhìn thấy tin nhắn chat của cô không? Nếu như con không nghe thấy cô nói, con có thể nào con nhắn trong tin nhắn chat của cô được không? Để cô biết được chuyện gì đang xảy ra kìa. Ôi ơi. Anh ơi, anh có thể kiểm tra cái mic của em với được không ạ? Xem là mic đã có kết nối chưa ạ? Alo. Mình có thể nhắn trong tin nhắn chat hộ em với được không ạ? Mình có thể xem trong tin nhắn chat hộ em với được không ạ? Không nghe thấy ạ. Nãy giờ học chưa? À dạ vâng ạ, rồi ạ. À dạ bây giờ học được rồi ạ. Được rồi, ok. Mà bắt tắt. Thôi ơi, con ơi. Dạ. Ừ rồi, con rất là ngon. Nào, bây giờ cô sẽ có ba ý nhỏ nha. Con cố ý nào. Đầu tiên là mình sẽ cố gắng. Sao thế con? Sao thế? Được rồi. Cô sẽ có ba lưu ý nhỏ nha. Đầu tiên là mình cố gắng tập trung này, nghe giảng này và tăng tương tác nhiều với cô, được chưa? Thứ hai là mình sẽ cố gắng ngồi nghiêm chỉnh nhỏ, được chưa? Nghiêm chỉnh nha. Hãy cố gắng tập trung vào bài. Và thứ ba, nếu như con không hiểu hoặc là con không nghe thấy cô nói, con hãy cho cô biết. Con thể nói là gì nhỉ? Cô ơi, con không nghe thấy, hoặc là cô ơi, con không hiểu, cô có thể dịch qua tiếng Việt cho con được không? Con rõ chưa? Okay. Dạ. Rất là tốt rồi. Vậy thì con sẵn sàng chưa? Are you ready? Con sẵn sàng chưa? Để rồi. Ok. Nhớ lời cô nói nha. Nếu như mình không hiểu thì mình hãy nói là gì? Cô ơi, con không hiểu được chưa? Cô sẽ giảng lại nha. Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ok. Okay. Firstly, this is a trial test, and I will introduce a little bit about myself.
My name is Phượng. You can call me Phượng or Jenny. Jenny is my English name. Okay. Mm. Can you give me some information about yourself? What's your name? What's your name? Nào, mình cố gắng tập trung tương tác với cô nào, không sao đâu, mình không cần phải nếu như con không hiểu câu hỏi, có là gì? Cô ơi, con không hiểu câu hỏi được chưa? Okay. Con có hiểu cô không? Em có thể là con tên gì? Đúng rồi, rất là tốt. Đúng rồi. Nào, mình trả lời cho cô nào. Vậy con tên là gì? My name Khôi. Khôi, yeah, good. And how old are you? How old are you? How old are you là bạn có khoảng không? No, no, no. Khôi ơi. No, how old là hỏi gì nhỉ? Tuổi. Chính xác. How old are you? Là tuổi nào? Okay. How old are you? I'm seven. I'm seven. Yeah, seven. Very good. So, which grade are you in? Okay. So, okay. Which class are you in? Class là gì nhỉ? Con biết không? Là màu đen. Không, class mà con, không phải black. Được chưa? Cô không hỏi là... Nào, ok, mình cố gắng lắng nghe nào. Bởi vì từ đầu tiên... Ok, bởi vì lớp. Từ đầu tiên... Đúng rồi, lớp. Ok, vậy con học lớp bao nhiêu? Con học lớp mấy rồi? Bao nhiêu là nhỉ? I'm two. I'm two. Ok, mình sẽ trả lời đầy đủ cho cô là gì nhỉ? Con học lớp 2 sẽ là gì? I am in class 2. Con lắng nghe một lần nữa nha. Và sau đó con lặp lại này. Listen and repeat. Ok. I am in class 2. I am in class 2. Ok, cố gắng nào. Ok, speak loudly. Ok, speak loudly. Nói lớn hơn nào. To, rõ ràng nào. Không ngại nha. Lặp lại nào. Đọc sau. Ok, mình cố gắng mình đọc to, rõ ràng nha. Không ngại nào. Ok, được không con? Mình cố gắng tăng tương tác nhiều với cô. Nào, mình đọc lại cho cô nha. I am in class 2. I am in class 2. Yeah. Ok, ok, mình cố gắng tập trung và tăng tương tác với cô nha. Đừng có nhìn xung quanh được không? I am... Nhìn vô trong điện thoại á, đừng có nhìn okay. Qua. Ok nào, mình ngồi nghiêm chỉnh nào, tập trung nha. Rồi, next question. Do you like playing football? Okay, one more time. Do you like playing football? Chơi gì nhỉ? Chơi mình thích chơi gì nhỉ? Câu hỏi là gì nhỉ? Playing football có nghĩa là gì con? Chơi gì ta? Chơi gì nha? Mình chơi gì nha? Con biết nghĩa không? Biết nghĩa không? Hiểu nghĩa là gì không? Nhỉ? Có nghĩa là gì con? Football là bóng đá, được chưa? Đá banh, được chưa? Play football có nghĩa là chơi đá bóng. Con có thích chơi đá bóng không? Thích không? No. No. Okay. So why? Tại sao nhỉ? Tại sao con không thích chơi? Con nói tiếng Việt đi, cô sẽ giúp con trả lời cũng không sao đâu. Mình có thể nói tiếng Việt được mà, nếu như con không biết trả lời tiếng Anh thế nào, cô sẽ giúp.
Tại sao con lại không thích chơi nhỉ? Tại sao? Là vậy thôi rồi, một câu hỏi khác. Ok. So what is the hobby? What is hobby? Hobby là gì nhỉ? Hobby. Hobby. Hobby có nghĩa là gì con? Sở thích nha. Sở thích của con là gì? Ừ, thôi ơi, nếu như lúc nãy em không con nói là con không có thích chơi đá bóng thì chưa. Vậy thì bây giờ sở thích của con là gì nào? What is your hobby? Nuôi khỉ. Nuôi khỉ. Yeah. Amazing. Con rất là lấy làm ngạc nhiên luôn. Không ngờ luôn. Được rồi. Vậy thì khỉ trong tiếng Anh là monkey. Yes, monkey. Monkey. Yes, very good. Vậy thì mình sẽ nói là gì? Nuôi khỉ sẽ là gì nhỉ? Mình chăm sóc đúng không? Mình chăm sóc cho những chú khỉ thì sẽ là gì? Thì chăm sóc con có biết từ đó không? Con có biết từ chăm sóc? Take care, được chưa? Là có nghĩa là chăm nhau, chăm sóc này, nuôi nấng, đúng rồi. Take care, được chưa? Okay. Ok. Mình sẽ trả lời câu đầy đủ là gì nhỉ? Tôi thích, thế nào? Tôi thích xong cho những chăm sóc những chú khỉ đúng không? Mình sẽ trả lời là gì? I like caring monkey. Yeah, trả lời to nào. Speak loud. I like caring. I like caring. Okay, lại nhá. Cô sẽ nói lại nào. I like caring monkey. I like caring monkey. Yeah. Cô có một lưu ý nhỏ nha. Ok. Con có một lưu ý nhỏ này. Con hãy đi cố gắng phát âm âm cuối cho cô được chưa? And sao? Nghe cô phát âm nha. Sau đọc lại này. Like. Đúng rồi, nhưng mà có âm cuối cho cô nào. Từ like, âm cuối của nó sẽ là. Được chưa? Được chưa? Mình sẽ bắt âm là like. Like. No. Nào, cố gắng lắng nghe nào. Like. Like. Ok, lại nha. Mình sẽ cố gắng lắng nghe lại nào. Like. Like. Không phải khỉ đâu. Ok, con rất là cố gắng, cô công nhận điều đó. Nhưng mà nói con là gì nhỉ? Từ like, âm cuối của nó là âm ca đúng không? Được chưa? Nó sẽ là k, k, đúng chưa? Nhưng mà mình sẽ không rõ như vậy. Mình sẽ là like. Like. Yeah. Ok, tốt hơn rồi. Ok, so mình sẽ trả lời cả một câu dài luôn nha con. I like caring monkey. I like Kelly. Monkey. Okay, không nào, mình cố gắng thêm một từ nữa nào. Caring. Thêm đôi in nha, sẽ là caring. Caring. Không phải rin. Caring. Ok, mình sẽ phát âm lại nha. I like
caring monkey. I like caring. Đây. Gì nhỉ? Kỹ là gì nhỉ? Từ gì ta? Lúc nãy mình nói rất là nhiều từ gì con? Monkey. I like monkey. Yeah, okay. I like monkey cũng được. Không sao cả. Okay. Good. Okay. Final question. A final question. Câu hỏi cuối cùng. How many people are there in the family? How many people are there in the family? How many people? Yeah. How many là hỏi gì con? Hỏi bao nhiêu? Có family là gì nhỉ? Family là gì? Là bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu người trong gia đình của con, đúng chưa? Nhà con có bao nhiêu người? Bao nhiêu nhỉ? Four. Được rồi, mình sẽ trả lời đúng một câu hoàn chỉnh nha. There are four people. Say right, four people. Okay. Speak loudly. Okay. There are four people. Con có nghe rõ con nói không? Dạ có. Có vậy thì mình cố gắng phát âm cho đúng nha. Rồi, mình phát âm lại nào. There are four people. Cố gắng nào. Mình cố gắng nói, không ngại nha, cố gắng lên. There are four people. There are four people. Ok, lại nha. Thứ nhất, people, không phải là people, được chưa? People. People. Là people. Nào? Yeah, people. People. Yeah, very good. Okay. People. Good. Thứ hai sẽ là gì nhỉ? Không phải là there are mà sẽ là there are. There are four people. There are four people. Yeah. Lại nào. Cô đã nói rồi, không phải là there are mà sẽ là gì nhỉ? There are. Được chưa? There are four people. Con đam lại được cô nữa. There are four people. Yeah, okay, good. Hơn rồi đó. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiết học ngày hôm nay nha con. Cô sẽ cho con xem sẵn ngày hôm nay, được chưa? Sẵn chưa? Sẵn sàng. Yeah, rất là tốt. Okay. Con nhìn thấy màn hình máy tính của cô chưa? Dạ thấy. Rồi, được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về các cái phòng trong một ngôi nhà, được chưa? Phòng đầu tiên nào, con có biết từ này là gì không? Kitchen. Yeah, kitchen. Nó có nghĩa là gì? Nhà bếp. Yeah, very good. Từ số 2. Sitting room. Okay, listen and repeat. Lắng nghe và sẽ đọc lại cho cô nha. Living room. Living room. Okay. Living. Okay. Living room. Được chưa? Living room. Living room. Okay. Cố gắng lắng nghe lại nha. Living. Okay. Living room. Living room.
không phải rom, được chưa? Mình cố gắng mình đừng có đọc là rom được không con? Cái này sẽ là room. Living room. Ok, ok, tốt hơn rồi. Mình sẽ đọc lại nào. Lắng nghe cô nha. Living room. Living room. Living. Đó, đọc cho cô nào. Living room. Living room. Ok, mình cố gắng nào. Room. 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 Không phải room. Nào, room. Mình cố gắng cô nha. Ok, mình cố gắng hết sức nào. Room. Room. Yeah, tốt hơn rồi. Nhưng mà mình vẫn phải sửa lại rất là nhiều, được chưa? Từ số 3 nào. Từ này sẽ đọc là gì nhỉ? Con biết không? Ok. Mình để xa cái màn hình điện thoại hoặc là cái màn hình laptop xa ra một chút để cô có thể thấy được toàn bộ. Ok, rất là tốt. Rồi, có xa có không con? Không có lại không thấy được màn hình của cô giờ. Ok, rồi, ok, mình... Ok, rồi, tốt. Tiếp nha. Dining room. Dining room. Dining room. Yeah, good. Từ số 3 sẽ là gì nhỉ? Bedroom. Yeah. Mình cố gắng nào. Room, không phải là room, được chưa? Cố gắng lại cho cô nào. Bedroom. Bedroom. Ok, tốt. Good. Thì tiếp theo nào. Bathroom. Bathroom. Yeah, nhưng mà con cố gắng đọc âm thở ở giữa cho cô nha. Mình cố gắng mình đưa cái đầu lưỡi của mình ra một chút, được chưa? Nào, mình nhìn cho cô nha. Bathroom. Cái con thấy thì con để gần lại một chút cũng được mà, không sao đâu. Con để màn hình là gần lại một chút cũng được, được chưa con? Con thấy rõ chưa? Dạ rõ. Ok, rất là tốt. Nào, mình cố gắng mình phát âm lại từ này cho cô nha. Bathroom. Bathroom. Yeah, bathroom. Mình cố gắng mình đọc âm ở giữa cho cô nha. Âm thờ nào. Mình nhớ mình đọc lại nó sẽ là gì? Bathroom, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ đọc hơn một chút. Đúng rồi. Bathroom. Bathroom. Yeah. Ok, final, từ cuối cùng nào. Garden. 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 Đúng rồi, có nghĩa là gì nhỉ? Khu, khu gì nhỉ? Khu vườn, được chưa? Khu vườn. Yeah, khu vườn, garden là khu vườn. Bathroom có nghĩa là nhà tắm, phòng tắm. Bedroom, nó có nghĩa là phòng ngủ. Dining room là phòng ăn. Living room là phòng khách. Kitchen nó sẽ là phòng bếp. Bây giờ thì cô sẽ cho con nghe một đoạn băng, được chưa? Ok. Thôi, máy hơi bị chậm rồi. Information. Eo ơi, quê quá. Ok, con nhìn thấy màn hình của cô không? Con có nhìn thấy cái đoạn băng cô đang phát không? Dạ thấy. Ok, rồi, mình sẽ cố gắng mình lắng nghe nha. Nào, ok, bắt đầu. Listening 83. Listen and chant. Con nghe thấy âm thanh không? Dạ nghe. Rồi, bắt đầu nha. Con nhìn thấy là những cái từ là chicken, living room đúng không? Và cả âm thanh. Ok, rất là tốt. Bây giờ bắt đầu nha. Kitchen, kitchen, kitchen. Lặp lại cho cô nào, một lần thôi, lặp lại một lần là được. Kitchen,
Action. Yeah, good. Living room, living room, living room. Living. Living. Living room. Okay, nghe lại nào. Living room. Living room. Okay, living room. Living room. Yeah, tốt. Để tiếp theo. Dining room, dining room, dining room. One more time. Một lần nào. Dining room. Dining room. Yeah, good. Tiếp nào. Next. Bedroom, bedroom, bedroom. Bedroom. Yeah, good. Bathroom, bathroom, bathroom. Okay, one more time. One last. Bathroom. Yeah. Nhưng mà lúc nãy con có nghe thấy họ phát âm không? Bathroom. Nếu mà không có âm thở sữa nữa, nên là mình sẽ cố gắng thêm nha. Từ cuối cùng nào. Garden, garden, garden. Okay, one more time. Một lần nào. Garden. Garden. Yes, garden. Very good. Okay. Okay. Con cần phải cố gắng luyện tập tiếng Anh nhiều lên nha. Mình mới phát âm chuẩn được chưa? Phải cố gắng nào. Tăng khả năng tự tin lên, không ngại ngùng nha. Mình hãy cố gắng là thật to. Nào, tiếp tục nào. Cô sẽ đọc trước, được chưa? Một lần. Và sau đó con sẽ đọc lại cho cô. Được chưa? Okay. Okay, yeah, good. Look. Look. Yeah, I've got. I've got. A certificate. A certificate. Fine. Okay, từ này nào, từ này mình sẽ đọc là certificate. Nào, đọc theo cô nào. Certificate. Certificate. Okay, certificate. Cố gắng nào, cố gắng đọc theo cô nha. Certificate. Certificate. Yeah, good. Okay. For wood work. For wood work. At school. At school. Yeah, school có nghĩa là gì nhỉ? School có nghĩa là gì? Trường. Trường học, được chưa? Trường học. Đúng rồi. Bây giờ mình đọc lại cả câu nha. Look. Look. Yeah, good. Còn có âm cuối rồi đó. Rất là tốt. Ending sound có rồi. Rất là tốt. I've got a certificate. Cố gắng nào. I've got a certificate. Yeah, lại mà. I've got a certificate. Okay, one more time. Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại nha. I've got a certificate. No? Cố gắng nào. I've got a certificate. A certificate. A certificate. Đúng rồi, nhưng mà mình cố gắng mình sẽ đọc nhanh một chút nha. Mình sẽ không đọc rời rạc các từ được chưa? Lại nha. Certificate.
Certificate. Okay. Yeah, good. Certificate. Được chưa? Nào lại cả câu nha. Look. Look. Yeah. I've got a certificate. Vậy là a certificate. Okay. Được rồi, mình sẽ đọc cố gắng. Nếu vậy thì mình sẽ đọc từng từ một. Okay, lại nha. Look. Look. Yeah, good. I've got a certificate. I got a certificate. Đúng rồi, rất là tốt. Nhưng từ này mình sẽ không đọc là good, được chưa? Mình sẽ đọc là got. Got. Đúng rồi, từ got nó có nghĩa là nhận được hoặc là có cái gì đó, được chưa con? Okay. Theo nào. Well done. Well done. Well done. Okay. Well done. Well done. Đúng rồi. Well done, Rosie. Well done, Rosie. Yeah, good. Go and show the family. Go and set. Show. Show. So family. So family. Family. Yeah, rất là tốt. Được rồi, con rất là cố gắng. Bây giờ cô sẽ dịch nghĩa hai câu này cho con nha. Nhìn kìa, hoặc là mẹ ơi xem này, được chưa? Con vừa mới nhận được giấy khen hoặc là giấy chứng nhận do học tập tốt tại trường. Rất là tốt Rosie, được chưa? Hãy cho cả nhà cùng xem nào. Được chưa nào? Ok. Ok, okay. Đừng xem màn hình tại đây. Được rồi, cô có một chút nhận xét về buổi học ngày hôm nay như sau. Con rất là cố gắng, nhưng mà con cần phải nỗ lực rất là nhiều để có thể nói và phát âm đúng được tiếng Anh, được chưa? Mình phải cố gắng tự tin hơn nè, được chưa? Cố gắng giao tiếp nhiều với cô hơn nè, được chưa nào? Dạ. Ừ, rất là tốt. Sau buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ gửi cho phụ huynh, được chưa? Cho bố mẹ của con, cho ba mẹ và cho con nữa một bản video ghi hình buổi học ngày hôm nay, một bản đánh giá năng lực tiếng Anh của con, một bản, và cuối cùng sẽ là cô sẽ gửi, được chưa? Cô sẽ gửi giáo trình và lộ trình học sắp tới cho con. Con có hiểu không? Dạ hiểu. Ừ, rất là tốt, con rất là ngoan. Được rồi. Buổi học ngày hôm nay cũng như tất cả các buổi học về sau đều sẽ được ghi hình lại và sẽ được gửi lại cho con để cho con có thể xem lại bài này, và cũng như là bố mẹ, ba mẹ có thể giúp con học tập lại, được chưa? Dạ. Ừ, rất là tốt. Con nhớ nha, mình phải cố gắng, mình luyện tập tiếng Anh rất là nhiều, được chưa? Dạ. Ừ, rất là tốt, rất ngoan. Được rồi, bởi vì thời lượng buổi học có hạn thôi, đây cũng chỉ là một buổi học thử để xem trình độ tiếng Anh của con như thế nào, nên là buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cô hy vọng rằng cô và con sẽ có những buổi học về sau và chúng ta có thể học cùng nhau lâu và lâu hơn nữa, được không con? Dạ được. Ok, rất là tốt. Được rồi, con có gì muốn hỏi cô không? Dạ không. Không. Ok, so this lesson will be finished. Buổi học ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Goodbye. Goodbye. Yeah, goodbye. Con có thể out của lớp được rồi. Con rất cảm ơn về sự hợp tác nha. Cảm ơn con rất nhiều. Yeah. Bấm đầu.